Rồi hôm nay về một cây mai quái anh em nha. Cái này rễ nó gom đẹp lắm anh em. Đó. Bầu rim để rồi đứng luôn anh em nha. Rễ khỏi nói đi. Bao dòng rễ cá này mênh mông lắm. Rễ nè. Đây. Rễ nè. Rễ thì nó dữ lắm, bỏ là đứng luôn nè. Cái rễ nó quái không? Rễ dòng xuống đây nè. Xong nó dòng qua bên đây. Xong đi xuống đây xuống bầu rim. Đó, còn rễ sau còn độc hơn nè, nó dòng nữa nè. Đây thêm một rễ thả xuống nữa. Cây rất cực kỳ quái anh em. Cây nó cực kỳ quái luôn á. Giờ đó anh em nha. Cây này về anh em có thể đục cái này nó sống xong đục cái này lại cho tròn mình chơi ăn sao đẹp hơn anh em. Đánh cái tàn cái này đẹp hơn. Nó rất quái cây. Coi mặt sau. Cây đẹp lắm. Cây quá đẹp, nói chung là quá quá đẹp. Cây cực kỳ quái này. Anh nhìn cái tứ diện mặt nào cũng quái hết. Rễ thì bao la, nói chung cái này trồng là sống đó. Hàng hiếm. Quá quái cây này mà. Cây này bộ rin này anh em chơi thoải mái nha. Từ từ. À, cây này cao 1 mét. Đây là cao 1 mét ngang 50 anh em nha. Cao 1 mét ngang 50. Ui quá quá cây này. Quay tổng thể anh em xem.